Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay bên em vừa cập bến về một siêu phẩm thuộc phân khúc xe đại hạng D. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G sản xuất và đăng ký năm 2021. Đó, xe thì rất là đẹp luôn anh chị nha. Xe được khoác lên mình màu đen ạ, chạy là 7 vạn km. Rất đẹp luôn anh chị ơi. Xe thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng anh chị nha. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng nên là mình hoàn toàn yên tâm. Em rất thích mua những chiếc xe như thế này. Em vừa mới lấy về còn chưa kịp rửa hay một cái gì cả. Nhưng mà nhìn chung lúc nãy bên em kiểm tra rồi thì lốp lát của xe vẫn còn rất là mới này. Xe thì gần như là về không phải làm một cái gì cả. Đó, vì sơn si của nó vẫn còn rất là đẹp. Toyota Camry thế hệ mới này thì thực sự phải nói là nó đã lột xác hoàn toàn về kiểu dáng rồi. Đèn trước sau của xe đều là dạng full LED. Mặt ca lăng cũng kiểu dạng con suốt như Lexus, đúng không ạ? Là răng đa chấu này. Cùng xem nội thất của chiếc xe sẽ như thế nào sau 3 năm sử dụng. Wow! Xe màu đen, nội thất kem vẫn đang còn rất mới anh chị ơi. Hai ghế trước đều được trang bị ghế chỉnh điện. Táp ly bọc da hoàn toàn, bốn lên xuống kính đều auto. Vô lăng 3 chấu này. Cần số bọc da này. Đó, màn hình thì đây là màn hình mới rồi anh chị nha. Rất đẹp. Ghế của chiếc xe cũng vậy. Ở bên hông ghế sẽ có hai núm chỉnh điện nữa. Phanh tay điện tử, auto hold là những thứ mà trên xe được trang bị. Nói chung là nội thất của chiếc xe sau 3 năm sử dụng mà vẫn đang còn như thế này thì thực sự rất là tuyệt vời. Ở đằng sau thì xe được trang bị thêm một rèm điện nữa. Đó, hàng ghế sau thứ hai của Camry thì ngồi quá rộng rãi rồi. Em thấy Hoàng cao 1m74 mà thực sự nó là xe hạng D mà, nên là cái chỗ để chân của nó thì chắc chắn rồi, sẽ rất là thoải mái. Ngoài ra là xe được trang bị thêm cả bệ thì tay nữa. Bệ thì tay nữa, rất mới. Đây có hộc để đồ này. Đó, hộc thông ra cốp này. Móc đồ rất là dễ dàng. Nói chung là sau 3 năm sử dụng cái chất xe gia chủ đi vẫn đang còn rất là mới. Hiện tại chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G sản xuất và đăng ký năm 2021 đang được Auto 88 chào bán rẻ nhất trên thị trường là 899 triệu đồng. Với mức giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng ấy vẫn có thể thương lượng và giảm giá. Đó. Anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình. Đó là 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây ạ.